Quý vị và các bạn thân mến, làm giúp việc chủ yếu là chị em phụ nữ. Một số ít trong số họ không có gia đình thì còn phần lớn lấy chồng sinh con. Nhưng mà vì hoàn cảnh khó khăn nên là phải sống xa gia đình của mình. Cái ngày cực thì chẳng đến nỗi cực, nhưng mà tuổi thì có tuổi. Nhiều khi đi chăm con, chăm cháu cho nhà người ta mà con mình hay là cháu mình ở nhà ốm đau đòi mẹ, đòi bà chẳng được. Cũng có khi là người nhà đau ốm thường xuyên mà vì đồng tiền thì vẫn phải bỏ đó mà đi làm việc cho nhà người khác. Có chủ nhà tốt tính thương người thì giúp người được tôn trọng và sống thoải mái hơn một chút. Nhưng mà cũng có những chủ nhà khác thì những người giúp việc sẽ phải sống trong sự khép nép, khó chịu. Bức tâm thư xúc động của cô gái giúp việc tật nguyền bị chủ nhà hiếp dâm 4 lần một ngày chính là nội dung câu chuyện về phận đời người giúp việc mà Hồng Nhung muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đặng Ngọc Thủy, sinh năm 1995, ngụ thị trấn Ia Drung, huyện Ia Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, về tội hiếp dâm. Bị hại trong vụ án này là chị N.T. L. Quy, sinh năm 1987, quê tỉnh Phú Yên, là người giúp việc cho gia đình Thủy và là người khuyết tật nặng. Trước đó, ngày 6 tháng 3 năm 2020, Tòa Nhân dân huyện Ia Hờ Leo đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Thủy 7 năm tù về tội hiếp dâm. Hội đồng xét xử cho rằng có đầy đủ cơ sở chứng minh việc bị cáo Thủy hiếp dâm chị Quy một lần vào ngày 22 tháng 12 năm 2017 và một lần vào ngày 6 tháng 8 năm 2018. Đối với cáo buộc bị cáo Thủy hiếp dâm chị Quy 3 lần đầu vào ngày 22 tháng 12 năm 2017, Hội đồng xét xử nhận định chưa đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội. Do đó, Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau bản án này, cả bị cáo và bị hại đều đã nộp đơn kháng cáo. Bị cáo Thủy nộp đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm vì cho rằng mình không phạm tội, mình bị oan. Trong khi đó, trong đơn kháng cáo bản án, chị Quy yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét, không chấp nhận việc hội đồng xét xử cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết như bồi thường cho nạn nhân, ăn năn hối cải để giảm nhẹ tội cho bị cáo Thủy. Chị Quy yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt, buộc tội bị cáo Thủy đã 5 lần thực hiện hành vi hiếp dâm mình để đưa ra hình phạt thích đáng. Không chỉ bị cáo và bị hại kháng cáo, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án của Tòa án Nhân dân huyện Ia Hờ Leo. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng tòa án cấp sơ thẩm đã không xem xét, đánh giá đầy đủ toàn bộ chứng cứ của vụ án chủ nhà nhiều lần hiếp dâm nữ giúp việc khuyết tật, nên tuyên bị cáo 7 năm tù là quá nhẹ. Mức án này không tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Từ đó không đủ sức cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo, vì trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không thể hiện sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Tòa án Nhân dân cung cấp xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm theo hướng không áp dụng điểm D khoản 2, điều 111 Bộ Luật Hình sự năm 1999, mà áp dụng điểm D khoản 2, điều 141 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo. Buộc bị cáo Thủy phải chịu trách nhiệm hình sự 5 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị Quy. Áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội đối với người khuyết tật nặng. Tăng mức hình phạt tù đối với bị cáo Thủy. Theo nội dung án sơ thẩm, chị Quy bị dị tật ở chân, nói ngọng, sức khỏe yếu, được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật mức độ nặng. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Năm 2016, chị Quy được thuê về giúp việc tại nhà Thủy. Tối 6 tháng 8 năm 2018, khi vợ đi tập thể dục, Thủy đã kéo chị Quy đòi quan hệ tình dục, nhưng chị không đồng ý. Lúc này Thủy đã vật ngã chị Quy xuống nền nhà để quan hệ tình dục, nên chị kêu cứu, chống cự và dùng tay cào cấu vào người Thủy. Nghe tiếng kêu cứu, con gái của Thủy đang ở trong phòng, nghe thấy liền chạy ra, chứng kiến sự việc và la hét. Thấy vậy Thủy liền tát 2 cái vào mặt con gái. Lúc này, chị Quy vùng dậy và lấy chiếc chày đánh vào lưng của Thủy. Ngay sau đó, chị Quy đã bị Thủy khóa tay, đánh và kéo ra sân. rồi dùng dao kề vào cổ. Sự việc được nhiều người dân chứng kiến, ứng cứu. Sau khi thoát nạn, chị Quy kể lại sự việc bị Thủy hãm hiếp với nhiều người. Vợ của Thủy sau khi đi tập thể dục về thấy vậy nên đã trình báo với chính quyền địa phương. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định trước đó, vào ngày 22 tháng 12 năm 2017, Thủy còn thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn với chị Quy 4 lần. Tất cả những lần này, Thủy đều dùng vũ lực khống chế, đóng kín cửa. Trong lần thứ tư, khi Thủy đang thực hiện giao cấu ngoài ý muốn với chị Quy, thì con gái về chứng kiến nên Thủy mới thả ra. Lúc này, chị Quy gọi điện thoại báo cho Thủy. Thời gian này vợ của Thủy đang đi chữa bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh, không có ở nhà. Khi về nhà, vợ của Thủy đã năn nỉ xin chị Quy đừng làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến gia đình, nên chị đã đồng ý. Sau đó Thủy đã viết tay bản cam kết không bao giờ xâm phạm cơ thể của chị Quy và bồi thường tiền danh dự 1.000 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29 tháng 5, bị cáo Đặng Ngọc Thủy và luật sư bào chữa tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử áp giải vợ và con gái của Thủy đến tòa. Tuy nhiên, hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng vợ và con gái của Thủy đã có lời khai, đã được đối chất rõ ràng trong hồ sơ vụ án. Người vợ của Thủy cũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Còn con gái của Thủy thì bận đi học, nên hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị này. Trước đó, vào ngày 25 tháng 5 với đề nghị này, hội đồng xét xử đã phải tạm hoãn phiên tòa. Cũng giống như phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thủy tiếp tục kêu oan trong phiên tòa phúc thẩm. Bị cáo cho rằng mình không có hành vi hiếp dâm chị Quy như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, tại phiên tòa lần này, bị cáo đưa ra lý do rằng mình mắc bệnh tiểu đường và yếu sinh lý, không có nhu cầu tình dục. Bị cáo bị tiểu đường, nếu vào tù không có thuốc uống sẽ chết, nên vợ đã đẩy bị cáo vào tù để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo bị oan sai, sự thật là vậy, bị cáo Thủy nói. Luật sư Phạm Văn Nghị, đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, người bào chữa cho bị cáo Thủy cho rằng quá trình điều tra truy tố đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, nên đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra lại. Trong khi đó thì luật sư Dương Lê Sơn, đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại Quy cho rằng bị cáo đã gây ra những tổn thất nặng nề cho bị hại. Một cô gái khuyết tật, yếu ớt, phải xa nhà, làm thuê kiếm sống, đã bị ông chủ thực hiện hành vi đồi bại, khiến nạn nhân càng thêm mặc cảm với xã hội. Vậy nhưng đến tận phiên tòa phúc thẩm này, bị cáo Thủy vẫn quanh co chối tội, không có những tác động để gia đình bồi thường thiệt hại, nên đề nghị hội đồng xét xử tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Thủy. Trước những lập luận, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như lời khai của bị cáo, bị hại trước tòa, hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhận định có đủ căn cứ chứng minh bị cáo Thủy hiếp dâm chị Quy một lần vào ngày 6 tháng 8 năm 2018 và 4 lần vào ngày 24 tháng 12 năm 2017. Do đó hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của chị Quy, chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Thủy 7 năm 6 tháng tù, tăng 6 tháng tù so với án sơ thẩm về tội hiếp dâm. Sau khi phiên tòa kết thúc, chị Quy lặng lẽ gạt nước mắt, dúi vào tay một nhà báo đang ngồi theo dõi phiên xét xử một bức thư cảm ơn rồi lầm lũi ra về. Trong thư, chị Quy cũng chia sẻ chị đã phải chịu rất nhiều ấm ức, tủi nhục và bị người nhà của bị cáo Thủy chửi bới gây áp lực. Về phía bà PTM, vợ của bị cáo Thủy, do bị ốm nên bà không có mặt tại phiên tòa phúc thẩm xét xử Thủy. Thời điểm công an đến nhà thực hiện lệnh bắt, bà đang đi mua hàng. Tôi về nhà và ký biên bản. Ông Thủy không nói gì, chỉ im lặng. Sau đó ông này bàn giao toàn bộ tài sản cho luật sư của mình giữ, kể cả điện thoại, ví và xe máy. Ông ấy không tin tưởng tôi. Nhưng công an cho rằng chiếc xe máy cũng là tài sản chung nên yêu cầu tôi giữ xe. Tôi cũng không ham gì. Đó là do công an yêu cầu ông Thủy, bà M nói. Người phụ nữ này cũng tâm sự. Đến nước này là do ông ấy có thân nhưng không biết giữ, thì giờ ông ấy phải gánh chịu chứ biết làm sao. Cuộc sống này đã kéo dài mười mấy năm rồi. Ông ấy không chịu làm gì. Tôi đã phải bươn trải buôn bán để nuôi cả nhà, trong đó có ông ấy. Sau khi kết thúc phiên tòa, bà Bích Thủy bị tăng 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm. Tuy nhiên do không hiểu rõ về pháp luật nên bà cũng không biết mức phạt như vậy có hợp lý hay không. Hiện tại bà chỉ muốn bình yên để mưu sinh, kiếm tiền nuôi nấng, chăm sóc cho hai đứa con. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Và quý vị nhớ là bấm like, subscribe, đăng ký kênh để chúng ta có thể tiếp tục theo dõi những câu chuyện hấp dẫn sẽ được Hồng Nhung chia sẻ vào tối ngày mai trên kênh. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.